Hello, xin chào mọi người. Hôm nay shop đồng hồ Si Nhật Thủy Trinh Nail của em sẽ lên video là ngày 29 tây tháng 9 và cách thức mua hàng của bên em là chuyển khoản cọc chốt đơn từ 100, 200, 300, 500 đến 1 triệu tùy theo đơn đặt hàng của mình giá trị như thế nào. Bên em sẽ báo số tiền cọc. Về máy, em sẽ bảo hành máy cho mình là 1 tháng, hàng Si em không bảo hành nước. Em chỉ hỗ trợ làm ron chống nước theo yêu cầu, không yêu cầu là em sẽ để nguyên bản. Và khách nào mình có nhu cầu về làm nước thì mình inbox cho bên em sẽ bàn giao cho mình bằng một cái video test nước. Sau cái video test nước bên em không có trách nhiệm bảo hành ha mọi người ha. Hoặc mọi người có thể tự đi ra ngoài làm cũng được. Đó. Và số tài khoản em để trên bảng là 3 số, mình có thể nhắn tin theo số tài khoản nào cũng được và chuyển khoản qua số tài khoản nào cũng được. Khi chuyển khoản ghi nội dung giúp em là mã gì, cọc mã gì giúp em hoặc thanh toán mã gì ha. Và số điện thoại em có để trên bảng, mình có thể nhắn tin hoặc gọi điện. Thời gian check đơn của em là từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Xong 10 giờ em còn thức thì em sẽ trả lời tin nhắn, không nhận cuộc gọi. Từ trong khoảng thời gian đó mình có thể gọi cho em. Từ đến 10 giờ sau 10 giờ thì em chỉ nhận tin nhắn thôi, không nhận cuộc gọi. Nếu mà em còn thức thì em trả lời, không thì qua ngày hôm sau. Rồi, khách mở hàng nhớ quay video khi mở hàng về vấn đề mất hàng, bể hàng, sai hàng. Em chỉ giải quyết khi có video mở hàng. Không có video mở hàng bên em không có giải quyết được. Mình nhớ lưu ý và đây là quyền lợi của mình. Em sẽ dán tem ở trên phần hộp, mình lưu ý giùm em. Không có video là về vấn đề bể sai lỗi gì đó là bên em không có trách nhiệm bảo hành. Tại vì em sẽ không làm việc được với bên vận chuyển về đền. Đó. Và khách chuyển khoản hết, em sẽ free ship cho mình đơn tối thiểu từ 400. Dưới 400 mình trả ship giúp em. Ví dụ từ 200, 100, 200, 150, 300, 350 gì đó. Thì mình cộng vô giùm em 20.000 tiền ship khi chuyển khoản hết. Từ 400.000 trở lên cho đến vài triệu. 20.000 tiền ship khi chuyển khoản hết với đơn đồng hồ. Và 30.000 với đơn túi giày. Những cái đơn mà nặng thì 30.000, còn nhẹ thì 20.000. Từ 400.000 trở lên cho đến vài triệu. Cứ cọc mọi người trả ship, mọi người chuyển hết bên em free ship. Đơn free ship là sẽ là đơn không đồng nha mọi người nha. Rồi bây giờ em lên mã đầu tiên. Mã hôm nay em lấy sẽ là mã D. D1. Mã D1 em lên cho mình một chiếc của nhà D1 đầu lai. Đầu lai lên gì ta? Này đi. Đầu lai lên cho em con nội địa mà dập bên máy Miyota nè. Kiếm cây thước luôn nè. Size chiếc này là size 45. Size 45, một góc lịch 3 giờ cho em. Thương hiệu nội địa Japan, núm jean dập hiệu. Nắp sau như thế này nha. Đó, chống nước 3 ATM. Dây là dây Ý, dây da bò Ý, khóa là em thay. Đó, size 45 nha, nó giống con tôm mì ấy. Dán này dán giống EWC đơn giản nè. Một góc lịch 3 giờ. Núm jean vỏ thép xịn sò, độ mới cực cao. Nam tây to đeo ha, đơn giản tinh tế. Rồi lên cho em chiếc này 520k nội địa Nhật, máy xịn, thép xịn. 520k cho em. Mã chiếc này là mã D1. Rồi lên cho em mã D2. D2 em lên cho mình một chiếc của nhà Russi xịn. Full box cho em như thế này, hộp ngoài hộp trong và thêm một cái túi giấy Uzi để đi tặng nha. Sổ đầy đủ full box. Con này là dáng vuông, kính tràng viền. Kính tràng viền dáng vuông cho em, đẹp cực, bộ kính cực đẹp luôn. Size 17-2, nó thiên về dài nha. Dọc là 34,8, nó là dạng dài nè. Đẹp chưa? Đằng sau như thế này cho em. Còn nguyên tem bắt ốc, chống nước bay tem. Đó, vỏ vàng đẹp khủng luôn, BVD vàng xịn. Khóa nè.
khóa dập hiệu, khóa vàng, dây zin, chiếc này mới nguyên new bóc hiệu, kính tràn viền mặt mặt trắng, trên nền có 3 viên kim cương. Lên tay cho em nè, hai bên là dạng viền vàng, kính thủy đen, viền giắt cạnh 4 góc, đẹp chưa? Cái này mấy chị mà tay mà tầm 16, 16 năm đổ lại, mình đeo nó tay nó bé, mình đeo đẹp, kinh khủng đẹp. Lên cho em chiếc này nha, full bóc hiệu như này, xịn sò đẹp khủng khiếp luôn. 1.550.000. Rẻ, đẹp, xịn, giá vừa tiền, đi tặng là hết bài luôn. 1.550 cho em full bóc. Mã chiếc này là mã D2. Lên cho em mã D3. D3 em lên một chiếc của nhà Orient xịn. Orient full bóc xịn cho em. Bản thép nha, cái này cơ. Cái này cơ Orient Star Automatic núm zin. Ở đằng sau lộ máy, phía sau hàng chính hãng chuẩn luôn, nắp lộ máy lộ mông như thế này nha. Dạng thép, khóa zin dập hiệu. Niềng xoay cắt nước. Cái niềng ở trong, cái niềng màu xanh ở trong là niềng 24 giờ. Rút ti ra một nút là để chỉnh niềng nè. Còn mình rút ra hết luôn thì là mình sẽ chỉnh cái giờ, và khi chỉnh giờ thì cái 12-24 giờ này nó cũng sẽ xoay luôn. Đó, mình thấy không, mọi người thấy không? Cái này là 12-24 giờ nha, đó, em chỉnh qua ngày nè. Đó. Chỉnh qua ngày. Giờ là 6:09. Giờ là 6:09 nha. Ấy lộn, 1:09. Đây 1 giờ nè, 09 nè. Đó. Cái này là lắc, nó là auto tự động tích cót, nó tích cót được rất là lâu, và cái kim trữ cót của nó ở đây. Mình lắc thì cái kim nó sẽ lên. Nè, kim nó lên nè. Nó từ 0 nó lên tới trên này thấy không? Có nghĩa là cái này mình nhìn qua kim này mình sẽ biết đồng hồ mình còn cót hay không. Và cái này nó sẽ tự động tích cót, và mọi người chỉ cần lắc như vậy là cót nó sẽ lên. Mọi người muốn nó lên lẹ, mọi người lắc nó như thế này, mọi người nó sẽ lên. Và mọi người đeo nó sẽ tự động tích cót nè. Đó, như em lắc nãy giờ nó lên nè. Đó, tự động tích cót và trữ cót bằng kim xăng nè. Mình có thể thấy nè, thấy không? Auto Orista nè. Đó, và kim này là kim thứ nè, à, kim ngày nè. Kim ngày, ngày bao nhiêu tí em chỉnh cho nè. Kim ngày nè, kim xăng đo độ trữ cót. Và cái niềng xanh ở trong là thể hiện cho 12-24 giờ phân biệt sáng tối. Niềng bên ngoài là niềng cắt nước chạm khắc chứ không phải in. Đằng sau lộ máy, máy dập bên Orient Star chuẩn, dập chữ Orient ở trên này mọi người thấy ha. Đó, dây thép đúc. Size chiếc này là size 41. Size 41 cho em, mặt xanh thủy navy. Đẹp chưa? Tinh tế, đơn giản, sang trọng. Đó. Orient Star này là mấy cái shop khác họ bán thì bao mắt nha. Phải nói là bao mắt luôn á. 3-4 triệu là chuyện bình thường. Rồi, giá của em Orient Star lộ máy tự động trích cót full hộp 2 triệu cho em một con xịn, quá xứng đáng đồng tiền luôn. Cái này có người có bản phiên bản mới 10+ triệu luôn á. 2 triệu cho em mã D2, mã D3. Rồi lên cho em mã D4 nè. D4 em lên một chiếc của nhà nữ hoàng này đi, cái con nữ hoàng này em còn một chiếc. Đây, đá barrowe cánh hình chiếc lá nè, đá xoàn Mỹ nha. Xoàn Mỹ hình chiếc lá nè, nó uốn cong lại như một cánh hoa rất là đẹp luôn. Em gọi là nữ hoàng đó, Ralena nha.
khóa inox nè, vỏ là có mạ bạch kim ở đằng sau như thế này, có xoàn ha, đồng hồ trang sức xoàn bên trong đính 4 viên, mặt khảm trai trắng cho em trắng sữa, hiệu sẽ dập dưới kính. Em đo size cả cái cánh xòe là 31. Lên tay vừa tầm sang trọng, dây zin. Đó. Một chiếc bạch kim xoàn Mỹ. Quá đẹp luôn. Chiếc này bữa trước 1 triệu, xong sale còn 700, bây giờ em bán cho mình 600 là giá cuối cùng cúng cùi. 600 cho em. Mã chiếc này là mã D4. Lên cho em mã D5. D5 em lên một chiếc của nhà. Từ để em xíu nha. D5 em lên một chiếc của nhà Squat. Squat to đùng. Bản hiếm hoi lắm, Squat ít khi nào về mà nó to được vậy lắm nha mọi người. Hiếm cực hiếm cho em luôn nè. Size 46,5 lận nha. Hầu như về toàn size ba mấy, không có 40 là đã hiếm rồi, cái này 46,5. Đó. Rồi ở đằng sau cho em máy đúc nguyên khối Thụy Sĩ, dây thép đúc khóa zin dập hiệu. Khóa zin dập hiệu cho em Squat. Đó, bản 6 kim, kim dây chính và kim chrono wrap chạy ok, và kim lọc lá màu đỏ, thông số nằm bên trong, nhiều thông số GMT gì tùm lum nè. Quá trời thông số luôn cho em nha. Lên cho em chiếc này. Em vừa mới chỉnh lịch lại, tại vì giống như nhiều khi bỏ pin vô chưa kịp chỉnh. Quá đẹp chưa? Đàn ông cực kỳ sport, cực kỳ luôn, đẳng cấp. Ở trong có dạ quang, mấy cái chấm này là dạ quang nha. Nhìn kỹ nè mọi người thấy không? RMT gì tùm lum nè. 6 kim nè. Bấm nút là nó chạy vô nô gáp nè. Đó. Rồi lên cho em chiếc này. Em bán chiếc này 1 triệu. 1 triệu cho em con bản hiếm to đùng support này xịn sò luôn. Mã chiếc này là D5. Lên cho em mã D6. D6 em lên một chiếc của nhà Rolex. Rolex full box, bóc gỗ cho em như thế này. Đẹp chưa? Thép đúc đờ mi vàng hồng, niềng băm vàng hồng cho em. Núm chưa bóc keo, núm vặn cổ chai, in hình biểu tượng Rolex. Bản này là bản pin nha mọi người. Mặt hoa bên trong đẹp chưa? Quá đẹp luôn mặt hoa. Và trên cái từng cái nhụy hoa là những viên kim cương có chân, có chấu luôn, không rớt. Một góc vịt 3 giờ, kính sapphire dạng kính lúp. Size 32,8 của nữ. Khóa và dập hiệu nè. Dập các thông số. Ở đằng sau có tem xanh nè. Tem ẩn Rolex xanh nè. Dập 18K nè. Núm vặn cổ chai chống nước niềng băm nè. Cái mặt màu cực đẹp. Và từng những cái cánh hoa này là nó có những cái nhụy hoa là những cái viên xoàn nè. Đẹp ha. Của nữ nha chị em. Lên tay. Công nghệ thép đúc bền màu cực bền luôn. Bản pin máy Nhật Miyota xịn. Rồi full box như này của nữ nè. Bản hoa hòe. Bản này là gọi là bản đặc biệt nữa đó. Em để cho mọi người 1,3 triệu. 1,3 triệu cho em chiếc này quá sang. Mã chiếc này là mã D6 cho em. Lên cho em mã D7. D7 em lên một chiếc của nhà G-Shock. Lên cho em chiếc G-Shock có 1/1000 dây set đây nè. Chống nước 200m, có alarm luôn. Ở đằng sau như thế này cho em. G7710. Đó, G7710 nha, mã của nó đó.
đẹp cực. Cái phần viền ngoài này là màu giống màu titan, dây khóa đồ là độ mới còn cao đó, độ mới còn cao. Đèn đốm nè, đây nè, đèn này là đèn viền nhẹ đó, em bấm cái nó có lên đó, mà nó viền nhẹ nên là quay nó không có sáng. Size chiếc này là size 41,7, 42, size 41,7, size 42, độ mới cao. Con G-Shock này độ mới cao nha. Đó, 700. Mã chiếc này là D7. Lên cho em mã D8. D8 em lên chiếc này. Một chiếc baby la, một chiếc baby la xoàng lấp lánh, viên xoàng bự chà bá luôn nè mọi người, thấy không? Quá đẹp luôn nha. Rồi, chiếc này không đẹp không lấy tiền luôn, quá đẹp. Ở đằng sau như thế này. Đó, hàng hiệu. Xung quanh lắc kê vàng 18 nè. Đó, một chiếc lắc lấp la lấp lánh. Size chiếc này là size 21. Size 21 cho em nha. Vàng còn rất mới, xoàng còn rất mới, viên bự tổ bố luôn nè. Đẹp quá trời đẹp. Rồi lên cho em chiếc xoàng vàng 18 này, 900. 900k cho em mã D8. Lên cho em mã D9. D9 em lên một chiếc của nhà này. Hiệu con dê Obirenko bản kim rốn cho em. Thương hiệu con dê đẹp chưa? Size chiếc này là size 38. Size 38 nè, dây da đồ zin hết, khóa zin. Nắp sau như thế này. Full hiệu Obirenko. Đó, dây zin, khóa zin đẹp chưa? Bên hông sẽ có dập hiệu nè. Thương hiệu này nó hay dập bên hông lắm. Và núm cũng sẽ dập. À không, lộn. Biểu tượng sẽ dập ở đây và đằng sau. Đó, Obirenko cho em. Xịn sò. Mấy cái thương hiệu này là thương hiệu lớn, mới một chục triệu luôn. Bản kim rốn cho em chiếc này. Obirenko 700. Mã chiếc này là D9. Lên cho em mã D10. D10 em lên con Thiên Nga. Swarovski Thiên Nga bản có đá nè. Bản viền đá ceramic. Full bóc hộp cho em như thế này. Ở đằng sau nha. Còn nguyên tem vỏ thép đúc vàng hồng. Viền nè. Viền đá nè. Viền đá ceramic này đeo nó không chày mà đẹp nữa. Dắt cạnh kim cương luôn. Rồi bên trong khảm trai sà cừ nha. Cọc kim vàng hồng, viền đá Swarovski nó nằm ở viền này nè. Đó. Đẹp chưa? Quá sang. Quá sang trọng luôn. Dây nè, dây dập hiệu. Khóa zin dập hiệu nguyên táp. Size 38,5. Này là gu mấy chị sang. Thích nhã nhặn, thích sang, thích xoàng và thích trắng tay thì lên cho em chiếc này, lên tay rất là trắng luôn. Tôn da. Đẹp ha. Quá đỉnh luôn á. Con này trước khi em like là em đã bán trước trong cái Zalo em up ảnh đó. Là em đã bán trước mấy con này. Rồi lên cho em full box như thế này nha mọi người ơi. Đẹp chưa? Full box 1 triệu 6 cho em. Mấy thụy sĩ 1 triệu 6 con Swarovski full box kèm túi giấy đi tặng được luôn nha mọi người nha. Mã chiếc này là mã D10. Lên cho em mã D11. D11 em lên một chiếc của nhà Casio Edifice.
chuẩn đẹp, full box cho em như thế này. Nó mất cái gói, em thêm gói vô. Đây, Casio Edit Fit một góc lịch 3 giờ. Bản này bản năng lượng solar mặt trời. Thép đúc size size 40 size 42,9 là size 43 cả viền. Size 43 cả viền, núm zin dập hiệu nha. Bản năng lượng cho em. Đó, kim này kim chronograph. Kim này kim dây chính nha mọi người. Đây, mình ấn nút nó sẽ chạy như thế này. Đây là hàng chính hãng Casio luôn nha. Thép đúc dummy, hai bên nhám ở giữa bóng, khóa zin dập hiệu ở đằng sau như thế này cho em luôn. Đó, Solar Power, Casio Solar Power này tem hãng nó bị ấy ra đó. Về mình lau sạch là xong. Đó, nắp vặn ren chống nước cho em nha. Dây thép đúc xịn sò, quá đẹp luôn. Năng lượng không cần phải tốn tiền pin hàng năm, chỉ cần ở để nơi ánh sáng là nó sẽ chạy. Nhận hàng của bên em thì mình sạc đèn hoặc sạc nắng lại, sau đó mình đeo thôi, không có gì hết trơn. Đó, rất chi là tiết kiệm luôn. Hàng full box hiếm lắm, có con vậy á. Mẫu mã thì cực đẹp. Máy này mới mắc rồi nha. Con này 1,3 triệu. Mã chiếc này là mã D11. Lên cho em mã D12. D12 em lên một chiếc của nhà WeRest. WeRest full box cho em. Full box nha. Bản này bản mặt hồng mino nè, hồng bao đẹp luôn, hồng pinky á. Kính giác cạnh kim cương cho em nha mọi người. Kính giác cạnh kim cương, thép đúc đen có đeo rồi. Đó, bên hông này nó có hơi kiểu nó xước xước nè, thấy không? Ngoài ra ok, kính giác cạnh kim cương. Size 21. Lên tay cho em. Cái con này đẹp quá, cái con màu hồng này quá đỉnh luôn, trẻ trung. Đó, lên tay nè, vẫn còn rất là đẹp nha. Mặc dù là những cái càng xung quanh này nó có hơi xước xước trắng ra nhưng mà vẫn đẹp. Và bên trong nó là lớp thép đúc, sau này mình không thích mình có thể đánh trắng ra được luôn. Khóa zin dập hiệu cho em ở đằng sau nè. Đó, màu hồng này quá đỉnh. WeRest là của dòng Citizen nha mọi người. Rồi lên cho em này full box. Đáng lẽ nó tới 600 mấy rồi, nó hơi xước xước nè. Em bán cho mọi người là 450 full box. Quá rẻ. Mã chiếc này là mã D12. Lên cho em mã D13. D13 em lên một chiếc của nhà Tommy. Tommy cho em nha mọi người ơi. Tommy lộ trong máy như thế này, bản 6 kim. Kim 12-24 giờ nè, kim thứ nè và kim ngày cho em nha. Full box. Full box thẻ nè. Đó, khóa zin dập hiệu, khóa vàng hồng, nguyên táp cho em luôn. Bản 6 kim. Size 44. Size 44 cho em, cọc số la mã. Đó, lộ máy như thế này. Núm chưa bóc keo, ba núm chưa bóc keo luôn nha mọi người. Núm zin dập hiệu, Tommy hàng chính hãng, xăng new bóc hiệu. Rồi, ở đằng sau cho em khóa zin dây màu sô-cô-la. Còn nguyên tem, vỏ vàng hồng đẹp cực. Cọc số vàng hồng, bản đúng đẹp luôn mọi người. Sang cực luôn, cái bản này sang và lộ ở trong cái cơ máy nè. Đó. Rồi lên cho em chiếc này mới 7-8 triệu một chiếc á, em săn sale chỉ có 1,8 triệu chiếc này thôi. 1,8 triệu cho em con Tommy chính hãng này. Nguyên thẻ bóc đầy đủ. Thẻ của nó nè, sổ nó, thẻ nó nè. 1,8 triệu cho em, mã chiếc này là D. D nhiêu quên nè. D13.
Lên cho em mã D14. D14 em lên một chiếc kính tràng viền. Kính tràng viền cho em, chiếc này dắt cạnh kim cương, mặt viền lục lăng. Đẹp chưa? Nó đính một viên kim cương góc 12 giờ và cọc số La Mã thủy vàng trên viền tràng viền. Kính dắt cạnh như thế này, dây đờ mi đẹp má la ở đằng sau cho em. Đó. Size chiếc này là size 24. Dây khóa gài thông minh, tay nào cũng vừa, gà lên gà xuống khỏi cắt mắt. Bộ kính phải nói đỉnh của chớp. Bộ thủy vàng của nó là quá sang nha. Quá đẹp luôn chiếc này cho em. 700, đính một viên kim cương tràng viền. 700k, mã chiếc này là D14. Lên cho em mã D15. D15 em lên một chiếc cơ. Cơ Citizen nè. Rista 7 21 Jewel. Cái này là cái viền á mọi người, thấy cái viền viền kim loại ở trong nó bị oxy hóa nè. Đó, nó chấm 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 ở ngoài nè. Nhưng mà cái máy nó rất là tốt và bản này là một gốc lịch thượng và một gốc lịch 3 giờ. Cơ cổ thì nó phải có những dấu vết theo thời gian. Xoay ngang 35, dọc 34,7. Đây núm nè. Đó, đằng sau nè. Nắp vặn ren chống nước, vỏ SS, vỏ thì vỏ thép. Mà cái viền ở trong này là nó không làm thép nên nó mới bị vậy thôi. Đó, da đà điểu và khóa là em thay nha. Cơ cổ nha, auto mà cơ cổ auto. Có hỗ trợ có tay luôn mà dòng 7 21 Jewel. Mọi người muốn xem máy em sẽ gửi ảnh máy sau nha. Rồi em xả con này luôn. Cơ cổ em xả tiền trăm. 900 cho em, mã chiếc này là mã D. D15. Lên cho em mã D16. D16 em lên một chiếc của nhà. Chiếc này Quát. Chiếc thương hiệu Quát cho em, New York. Bản đá ceramic viền là viền xoàn Baroque 7 màu. Nó có nhiều cung bậc màu nha. Hồng, tím, xanh, xanh min nè. Rồi tím trà, trà nhạt, trà đậm. Rồi hồng mino, hồng phấn nha mọi người. Quá đẹp luôn, một con rất là trẻ trung. Dây là dây đá ceramic, vỏ đá ceramic còn nguyên siêu chưa bóc, nguyên cái bọc ni lông chưa bóc nè. Khóa zin dập hiệu của nhà hiệu Quát nguyên tát. Ở đằng sau nắp vặn ren chống nước cho em. Đó, dàn sau nắp thép, có tem đầy đủ nắp vặn. Núm là núm đính xoàn. Đó, núm đính xoàn, núm vàng, đính xoàn, đá xoàn Baroque. Cọc số nó cũng sẽ theo cái khung màu bên ngoài xanh nè. Đó, cọc số nó cũng sẽ theo cái khung màu xoàn ở ngoài thì ở trong nó cũng sẽ xoàn tắm như vậy. Và cọc số, những số 6 như chữ C này là vẫn theo cái khung màu bên ngoài luôn. Rất là đẹp, rất là đẹp, sang. Size chiếc này là size 37,3. Size 37,3 cho em con Quát hiệu này. Đẹp chưa? Quá sang cho một cuộc tình luôn. Đó. Cái này trước là em bán 1.8.000, 1.9.000 đó. Bữa nay em sale cho mình chiếc này 1.6.000. 1.6.000 cho em full box hiệu Quát. Chưa xài bản mới của nó nè. Quá đẹp. Mã chiếc này là mã D. D16. Lên cho em mã D17. D17 em lên một chiếc của nhà này. Salvo Maran Italy hiệu Ý. Bản 5 kim, bên này thứ, bên này ngày. Bản 5 kim cho em. Size 38. Size 38 chống nước bay cho em, vỏ thép nắp sau nè. Còn nguyên tem stainless steel. Cái dây này là không phải của nó, là dây này của thằng Anora gì đó. Người ta lắp xem để nguyên vậy, khóa inox.
Đó. Salavanmaran Italy hiệu ý bản 5 kim, 1 cốt, thứ và ngày. Đẹp chưa? Đơn giản thanh thoát, độ mới cực cao. Salavan này mới mười mấy triệu, chục triệu. Đẹp chưa? 700 cho em chiếc này. Mã chiếc này là D17. Lên cho em mã D18. D18 em lên một chiếc của nhà Baygert. Full box cho em, hộp ngoài hộp trong đầy đủ nha. Có thêm một cái túi giấy để mình đi tặng, bóc bao đẹp luôn. Bóc ngoài bằng bìa, bóc trong bằng da. Rồi bản này viền đính hai viên xoàn, bên trong là xoàn hình trái tim. Đó, và xung quanh là khảm trai. Và xung quanh cái khảm trai là làm cọc số La Mã, ba kim là ba kim xanh navy. Sai ngang là 30,7 là 31, dọc là 31,3 không tính càng. Tính luôn càng là 38,7. Bản đính xoàn xanh navy cho em bao đẹp. Rồi ở đằng sau nè. Ở đằng sau cho em nha, còn nguyên tem dạng bắt ốc. Dập hết tất cả nè. Đó, các thông số là switch mat. Ở đằng sau như thế này, khóa zin dập hiệu. An dây zin và cái dạng khóa này nè, ai mà đeo cạch chia là sẽ biết cái khóa này rồi ha. Móng tay không có để làm. Ây da, đây. Nó là sẽ là dạng gấp dây vô như thế này và nó giấu dây vào bên trong. Nè, em không có làm, em để nguyên về tay đến đâu á, mọi người làm nha. Cái này không cần phải xỏ lỗ. Mình tay mình đến đâu mình bỏ vô đây cho em. Rồi mình gấp lại. Rồi sau đó mình mới gấp cái này vô. Nhưng mà em chưa gấp, em để thẳng. Về mọi người tay đến đâu mình gấp đến đó chứ. Khóa zin nè. Đó. Khóa zin dập hiệu nha. Nó là dạng khóa bấm. Đó. Dáng tanh vuông. Quá đẹp luôn. Tanh vuông cho em, viền xoàn bên trong xoàn trái tim như này, kim xanh navy, khảm trai xà gừ, full box. Quá đỉnh của shop. Đẹp chưa? Đó, rồi lên cho em chiếc này nha mọi người ơi. 1.800.000. Ủa hình như em bỏ lộn hộp rồi mọi người. Con này con cạch chia mà đi bỏ vô cái hộp bay ghẹt. Sorry. Em lộn, em bỏ lộn hộp. Cái em đọc thành cái hộp bay ghẹt luôn. Con này con cạch chia. Con này con cạch chia nha. Cái hộp cạch chia nè. Đó. Giơ sơ sơ cho mọi người coi là cái hộp cạch chia nha. Cạch chia. Lộn mày. Bỏ lộn. Đây đem bỏ vô lại nha. Hộp cạch chia cho em. Đó, 1.800.000. Mã chiếc này là mã D18 luôn. Lên cho em mã D19. D19 em lên chiếc này. Full box Armani luôn cho em. Đây, Armani nha, dáng vuông. Full box. Mặt trà, bên hông dập hiệu nè. Núm zin nắp sau nè.
À, mà con này nó bị người ta không biết á, người ta đem đi sử dụng cái chất hóa học gì đó, nên là nó bị ấy ra cái lớp bên trong nè, cái lớp màu cam, mà em thấy cái mặt nó cũng màu cam thôi, kệ bán rẻ cho mọi người đeo chơi có hợp luôn, chứ không mà mấy con Armani này là không có giá tiền ấy đâu, 800-900 ngàn không à. Con này cũng nữ nha, dây thì thay rồi luôn nha, size 24 nè, nhưng cho 29,2, con full box này có hộp luôn, được cái hộp, nó cái hộp cũng đi chia người ta, ví dụ như mình không mình cần mình cũng phải chia người ta hết trăm mấy rồi. Em bán nguyên con Armani này full box này 400 400k, mặt trà của nữ nha. Mã chiếc này là D19. Rồi lên cho em mã D20. D20 tới chiếc Citizen. Lên cho em chiếc Citizen The My, ấy lộn, chiếc Citizen dáng Rolex nè. Bản 2 lịch cọc vàng. Ấy lộn, bản 2 lịch có kim dạ quang, cái cọc có chấm dạ quang. Dáng Rolex niền băm. Size 35,5. 35,5 cho em dây vàng khóa zin dập hiệu. Nắp sau nắp vặn ren chống nước nha. Mấy chiếc này thường thường mấy chú đồ dòng thích mảnh mảnh vàng vàng là rất là thích đeo, nữ cũng đeo được luôn, mà nữ phải thích to một xíu mới đeo được nha. Đó, size 35 năm là 36, dây giống Rolex nè, niềng băm Rolex nè. Đó, rồi bảng 2 lịch cho em vàng như thế này, 600. Mã chiếc này là mã D20. Lên cho em mã D21. D21 em lên một chiếc của nhà Tudonco nè. Tudonco cho em khóa zin, khóa đôi zin, size 50 nha, hầm hố. Này ai thích hầm hố nha mọi người, size 50. Bản 5 kim, một góc lịch lọc cho em, cọc số nổi, cọc số vàng nè, núm vàng nè. Ở đằng sau dạng bắt ốc như thế này, Tudonco, chất liệu polycarbonate 2 step nè. Rồi chiếc này cho em dây thể thao cao su nè, hầm hố 550k. 550. Mã chiếc này là mã D21. Lên cho em mã D22. D22 em lên một chiếc của nhà chiếc này Forbel, ở trong nè dắt vàng 24k ron rose ron fold nè. Đó, đẹp chưa, cái mặt ở trong như mặt dắt vàng nè, thấy không, đính hai viên kim cương góc 12 giờ vàng thì bây giờ rất là mắc luôn. Ở đằng sau cho em như thế này, 24k ron máy sục quýt, size 26. Size 26 nha, chiếc này em xả vía, này em bị vía, con này khóa zin dập hiệu. Lên tay cho em đẹp trưa, rất là sang nha mọi người. Cái này ở sàn khác họ bán 1 triệu mấy á. Bữa em bán 1 triệu, bây giờ em xả vía 850. Tại vì chiếc này em nhập lẻ giá cao lắm, 850k cho em về tiền. Mã chiếc này là mã D22. D23. D23 em lên cho mình chiếc này Komono bản này bản 2 kim, còn kim này kim ngày nha mọi người. Kim này kim ngày cho em, Komono nguyên tát không hợp, khóa zin dập hiệu, nguyên tát không hợp cho em Komono nè. Dây zin nè. Đó, dây zin ở đằng sau nắp vặn ren chống nước cho em luôn, chống nước 5 ATM, vị trí chỉnh giờ góc 4 giờ, kính ánh xanh, kính chống tiêu UV ánh xanh như thế này. Kim kim ngày, kim lục lá, viền này viền lục lăng chứ không phải tròn nha, dáng này dáng lạ đó, viền lục lăng trên dưới 3-4-6 cạnh nè. Size ngang là 41,4, dọc là 41,1, lục lăng xung quanh dáng lạ nha, là 1 2 3 4 5 6 7 nè. Đó, dắt cạnh nè.
kính ánh xanh nha. Đẹp chưa? Đằng sau nắp là biết xịn xòi. Nguyên tác chưa xài 700. Mã D23. Lên cho em mã D24 em lên chiếc này. Senko dán tanh, cọc vàng, mặt vàng, trải tia. Size 25,8 là 26. Dọc là 26,2. Luôn càng là 33,7. Dán tanh, mặt vàng, trải tia của nhà Senko. Ở đằng sau có ký hiệu bọc vàng SRB. Sử dụng bộ máy 5530. Da đà điểu màu nâu. Và khóa là em thay. Không thích màu này, báo bên em đổi màu nha. Báo bên em đổi màu dây nha. Đây là dây da đà điểu. Hả? Thích đen thì em đổi lại đen thôi. Đơn giản. Rồi lên cho em chiếc ten của Senko 600. Da đà điểu luôn. Mã chiếc này là mã D24. Lên cho em mã D25. D25 tới Baby G nha. Em Baby G này là không thua, không kém gì con Baby G trước. Em lên nha, con này quá đẹp. Bản này bản hai kim trên này, hai kim dưới này. Rồi là cái bộ máy trong này, con này tận hai máy mà tới 4 kim nè. Chống nước 100m, nền trắng, số xanh rất là đẹp luôn. Size 41,8 nha. Size 41,8, con này ok nè, rất là đẹp. Đó. Cái này không phải con nít đeo đâu, người lớn vẫn đeo bình thường luôn nè, như em đeo thấy không? Đẹp chưa? Đeo đi tập gym đồ ok la luôn. Này bộ máy rất là phức tạp nha. Ở trong có hình gì nữa nè. Đó. Đèn má ơi luôn, đèn đẹp má ơi luôn nha. Quá đỉnh luôn chiếc này. Độ mới cao 600. Mã chiếc này là mã D25. Lên cho em D26. D26 em lên cho mình. Casio năng lượng. Casio năng lượng quay xếp tờ một góc lịch xéo, bốn góc là số học trò, còn lại cọc số gạch. Thép đúc size 32,9. Đẹp chưa? Năng lượng quay xếp tờ dạng định vị nè. Đó, khóa zin dập hiệu, dây đúc, vỏ đúc. Đồng hồ năng lượng không cần phải tốn tiền pin hàng năm, định vị quay xếp tờ luôn, múi giờ định vị ha. Bên em sẽ chỉnh giờ rồi nè. Chỉnh giờ hết rồi, mình chỉ cần việc đeo thôi. Con này ở trọ, con này viền nó, kính nó hơi bị dăm dăm xíu chỗ này nha. Đó, ngoài ra ok la, đồ ngoài ra vỏ đồ rất là mới. Chỉ có cái viền đó nó hơi dăm dăm kính chỗ đó xíu. Nè thấy không? Đó, nó hơi dăm dăm nè, chứ thực ra vỏ đồ mới khủng khiếp luôn. Dây thì rất là dài. Đẹp quá ha. Nó mà không bị cái này là 650 rồi đó. Nó bị xíu chỗ này. Cái này thay kính cũng được mà em muốn để zin em bán thôi. 400. Năng lượng mặt trời thua đồng hồ pin thường nữa. Mà vỏ đúc đồ bao bền luôn. Mã chiếc này là mã D26. Lên cho em mã D27. D27 QQ. Radio hình tròn, solar quay test, solar max. QQ cho em nè. Năng lượng QQ chạy bữa giờ luôn, size 42. Chưa tháo siêu xài nè. Mở ra dây khóa là gài thông minh nha. Chưa tháo cái siêu để xài luôn, độ mới cực cao. Còn khóa này thì là mình bẻ gì nè. Mình bẻ xong mình gà lên gà xuống cho em. Xong mình bẻ xuống như vậy, nó giống như Casio quay xếp tờ. Mình bẻ xuống thì mình tìm cái thớ để mình bẻ xuống cho em nha. Khóa zin nè. Rồi ở đằng sau như thế này của nhà QQ. Solamec. Đó. Chưa xài, độ mới cực cao. Năng lượng 400. Không bằng tiền cục pin luôn. 400 này không cần phải để thay pin, mà mình chỉ cần
có ánh sáng là nó chạy, bữa giờ em chưa sạc mà vẫn chạy luôn nè. Mã chiếc này là D27. Lên cho em mã D28. D28 nha. Em lên cho mình Senco. Senco SQ3 chống nước 200m. Cái dòng SQ3 này là chống nước rất là dòng lặn á. Niềng xoay cho em, niềng tọa độ, một góc lịch 3 giờ. Dây nè, khóa gài thông minh, dây zin. Dây zin dập hiệu, khóa gài thông minh. Nhìn cái bộ khóa là rất là phức tạp luôn nha. Rồi nắp sau cho em nè. Hình bông hồng, hình nước á mọi người, dạng dòng lặn á. Đó, Senesis, nắp vặn riêng chống nước cho em luôn. Một góc lịch 3 giờ, size 30,8. Size 30,8 cho em chiếc này. Đúng không? Đó. Size 30,8, khóa gài thông minh. SQ3 dòng lặn 500k. Quá rẻ. Mã chiếc này là D28. Lên cho em mã D29. D29 em lên cho mình. Đồng hồ thông minh. Để em sạc lên cho mình coi. Nè, em cắm cái sạc vô cho mình. Cái sạc này là có kèm hũ nó nè. Cái sạc nào về có là em đưa luôn chứ em không giữ. Cái nào không có em mới bán tự xử thôi. Đó, này đang sạc luôn nè, thấy không? Đó, đang sạc luôn. Cái này đồng hồ thông minh sức khỏe nha. Cái này thì mọi người tự trải nghiệm cách xài giùm em nha. Tự trải nghiệm cách xài giùm em. Chứ em không biết đường xài. Cái này đồng hồ thông minh sức khỏe giấc ngủ, đôi nhịp tim, chạy bộ á. Xoay ngang 20, dọc là 47,5 nha. Đó. Nguyên như thế này 400 luôn cả cái dây sạc với cái này luôn là 400k. Đồng hồ thông minh sức khỏe nè. Cái chiếc này màn hình thì là em sẽ bao khi mình nhận hàng tại chỗ, mình quay video nha, nếu nứt bể gì thì có video bên em giải quyết. Còn sau đó em không có bảo hành màn hình nứt bể này kia nha mọi người. Đó. Rồi đồng hồ thông minh thì mình kỹ nước giùm em. Tại vì không biết đường ấy, không dám nói nước nôi gì đâu nè. Đó, nó nhiều tính năng trong đây nha. Weather là hình như nó có kết nối app nè. Đó. Rồi lên cho em chiếc này. Để sạc giùm mọi người xíu. Chiếc này mã D. Mã D nhiêu đây? D29. Chiếc này 400, D29. D30 lên cho em. Quả quýt cơ. Quýt này quýt cơ mà bị cứng cót rồi. Quýt cổ cơ đằng sau hình này nè. Đó. Quýt này em bán tự xử. Quýt cổ cơ nó để cái chữ gì dưới đây nè. Bán đại tự xử 250. Tự xử quýt cơ nha, quýt kim rốn cơ. Có dây đeo luôn. 250 cho em mã D30. D31. Tới cái đồng hồ này. Đây. Đồng hồ kính dắt cạnh cho em. Kizami máy Nhật. Size 35-3. Dọc nó là 35, là nó gần khoảng 36 á. Dắt cạnh nè. Kính dắt cạnh nha. Dây đẹp, dây Rolex. Khóa gài thông minh, nắp sau nè. Zip bên mo chống nước 50m, còn tem, khóa gài thông minh, dây dài. Kính dắt cạnh đẹp, Gizama. Đẹp ha. Cái này em bán 350. 350 cho em mã D31. D32. Em lên cho mình chiếc Adidas
Adidas biểu tượng vàng, kim vàng, núm vàng dập hiệu, khóa jean dập hiệu vàng. Ở đằng sau như thế này, bữa trước em bán màu trắng á, mà cái biểu tượng trắng cho biểu tượng vàng nó sang hơn á, size 41,6 là 42. Biểu tượng vàng nó sang hơn á mọi người, bữa trước em bán 400 chiếc biểu tượng trắng mà y như thế này luôn nha. Y như thế này luôn. Biểu tượng vàng sang hơn nè. Em bán 390, số cho nó số nguồn tài. 390 nè. Mã D. D30 D32. Lên cho em mã D33. D33 Arun. Arun 6 kim, mặt đen bao công, bản 6 kim. Size 373. Arun nha. Kim 12-24 giờ. Kim dây chính, kim chono wrap. Ở đằng sau nè, chống nước 5AT made in Japan. Khóa jean dập hiệu của nhà Arun. Lên tay nè. Mấy cái dòng Arun này nó xịn từ vỏ cho tới máy luôn. Máy toàn bộ máy xịn không. Đó, Arun cho em luôn, 6 kim luôn, 400. 400, mã chiếc này là D33. D34 nha mọi người, em lên cho mình Baby G. Baby G cho em nha, tút solar Casio năng lượng, chống nước 200m, màu xanh min, xanh ngọc, size 40. Xanh min, xanh ngọc cho em, màu rất là đẹp luôn, đằng sau như thế này nè. Màu cũng đã. À, năng lượng không cần phải tốn tiền pin hàng năm nha mọi người ơi. Ở ngoài nó thiên về xanh min lá chứ không phải là xanh dương lá đâu nha. Năng lượng này là em chưa kịp sạc luôn là nó chạy tới giờ luôn, pin mạnh nè. Không cần phải tốn tiền pin hàng năm, rất chi là tiết kiệm, mà giá thì rất là ok la. Đó. Thấy không? Đèn nè. Đèn xanh min luôn. 350 cho em chiếc min này. 350. Mã D34. Lên cho em D35. D35 em lên cho mình. Hai cái này em bán combo đi mọi người ơi, cho nó hot nè. Dây mới luôn nha, dây mới có tát hiệu giá tiền của Nhật đàng hoàng. Dây chun nè, một dây chun đầu 12 vàng và một dây chun đầu 12 trắng. Hai dây mới full box. Thêm cái đồng hồ thời trang điện tử này, bộ combo này 150, quá rẻ luôn. Vừa bán vừa tặng. 150 cho em, mã D35. D36. D36 qua cho em cái mã này. Đây qua đồ độc. D36 tới cái đèn này của Nhật. Đèn của Nhật. Nè đó. Cầm vô như thế này cho em. Bật đầu ra. À, bỏ lên như thế này lại lên đèn. Đó, này dạng đi đi cắm trại đi đâu vậy đó. Cúp điện trong nhà đó. Hả? Ok la. 100.000. 100k cho em. D3. D36. D37. Đồ độc không? Đây cái hộp. Hộp này mỗi cái hộp vậy thôi nha, như là cái gương, như là cái gương, cái gương kho báu. Đây mở ra như thế này. Mở. Ủa sao cái này gắn vô sao đây? Để em xíu nha. Cái này cái khóa nó bị hư rồi mọi người ơi.
Này ai mua chân đồ ha. Hàng hóa nó bị hư rồi. Đó. Bự lắm luôn á. Bự chà bá. Cái này bán bằng tiền vận chuyển thôi. 100.000. D37. Lên cho em D38. D38 tới cái đôi này. Mọi nha. D38 tới cái đôi mọi này cho em. Rồi qua tới đây size 40 nha mọi người. Size 40. Đẹp chưa? Nó da xịn. Có dập nè. Quá đẹp luôn. Đế đun nè. Đó, đế nè. Nó không, da xịn nha. Về mọi dạng sọt vô size 40 cho em. Quá xịn luôn. Cái đôi này là chạm khắc nó dập lên trên cái hoa văn nữa, này là thêu nè. Đó. 350 cho em, D38. Rồi D39. Kệ. Kệ đựng giày dép. Cái hình kệ nè, 5 tầng. 1 2 3 4 5 cái kệ đựng giày dép chữ X. Đầy đủ trong này nha, về mọi người gáp lại đảm bảo đúng đầy đủ đồ. 5 miếng 5 tầng, 100.000 cái hộp này. Quá rẻ luôn cái gậy đựng giày dép. 100.000 cho em nha, mã D39. Rồi D40. D40 cho mấy cái đồ độc vô. Cái này là cái gì đây? Cái quần hiệu, quần jean hiệu ống suôn hiệu Kenvin nha mọi người, hiệu Kenvin nha, quần hiệu nè, tem mát đầy đủ nè, size nè. Đó, mà cái quần này em sẽ đo chiều ngang lưng cho mọi người dễ, chứ size nước ngoài nhiều khi khó, là dập túi hiệu nè, quần si khay ở đằng sau nè, dập cái mạng da si khay nè, đây dập nè, nút nè, đó, dập xịn nha. Cái này em đo cái chiều ngang đây, này em đo ngang là 42 năm, nhưng đôi là 85 nha. Đó. Cái lưng á 85, này quần nam nha mọi người. Rồi đằng sau nè, ở quần sau cái màu này là màu xanh, vô đây nó bị vàng nhưng thực ra nó màu xanh nha, xanh trà. Đó. Quần jean hiệu của nam rất là ok, la hàng hiệu đó, xịn hiệu luôn, chuẩn hiệu luôn cho em. Em bán cái quần hiệu này si khay nè, 300k quần si khay hiệu. Em đo cái lưng, cái chỗ mà mình mặc cái lưng bụng á, về mình đo cái quần của mình là mình biết mình vừa hay không nha. Còn ở trong trong cái tem thì nó ghi là W34. Đó. 300 cho em, mã D40. D41. D41 là áo nè. Áo này mình về mình mua mùa, mình mua để dành để mặc cuối năm mùa rét nha. Mấy anh chị ngoài Bắc á. Đây. Áo rét. Áo lông rét nè. Cái này trong kiện đồ si á, hàng nước ngoài không à. Hả? Cái áo lông nha. Áo lông rét cho em. Gậy nút ở trong là nó êm lắm, cực êm luôn, cực ấm luôn.
hai bên hai cái túi nè, màu là màu nâu bò nha, trong lông nè, rất là ấm nha mọi người. Đó, áo này tầm 60 kg 65 kg, nếu ai mặc khoác không thì cũng được, tại sợ gầy nút thôi, sợ bụng bự á. Đó, rồi cái áo lông này mùi rét mọi người là ok la luôn, em bán đại 250 mua mặc để dành tới mùa rét mình mặc mới tinh. Áo nước ngoài chất chuẩn vải tốt, 250 cho em D41, D42. Tới cái đôi này, đây Lacoste, giày Lacoste, giày mội da Lacoste nè mọi người ơi, để đun nè nha. Size 40 cho em đôi giày mội Lacoste size 40 da nè. Ở đây có chun nha, cái chun mình để mình thọt vô nè. Đó, gót nó tầm 2 phân 2 phân rưỡi, độ mới cực cao luôn, giày chun ai lộn, giày mọi hiệu Lacoste nè, da cực mới nha. Cái đôi này 350 cho em, 350, độ mới cao, da sịn, da thật. Đó, bên hông có cái nẹp Lacoste đây, 350 size 40. D42, D43. Tới cái đôi này, thể thao size 38. Thể thao size 38 nha mọi người ơi, đôi thể thao này của nữ đi, hoặc là mình mua về cho gia đình, mấy anh nam mua về cho gia đình cũng được nè. Size 38 thể thao, giày này ở trên đây là bằng vải nè, trên này là bằng vải nha, nó có hơi bị dính xíu chỗ này. Đó, em bán đại 120 xe 38, mã D43, rồi D44. Tới cái đôi này, size 39. Tới cái đôi này, gót nó tầm 3 phân 3 phân rưỡi, là dạng đụng gót. Đó, cái này mình đeo mình dạng mà sọt vô thôi nha, dây để tượng trưng nè, sọt vô chung nè, nó cũng là dạng ấy mà đi đụng phơm này, nó đi nó thanh thoát lắm nè, này đi làm đi chơi được luôn, nhảy đầm được luôn nè. Đó, size 39 cho em. Đó, đẹp chưa? Rồi cái đôi này cho em luôn 300. D40. D44 300. Rồi D45. D45 cho em. Cái đôi xanh đan hàng xịn nè, xanh đan hàng xịn cho em, cross bao êm. Đó, đẹp chưa, hiệu cross. Đó, ai có đồng hồ cross rồi lấy giày giày cross nữa nè, xanh đan nè. Cái này là 41, 42 đi được hết nha. Mình tăng đơ dây nè, nó là dạng dính vậy nè, rất là êm luôn. Đó, cross chính hãng luôn nha mọi người ơi, xịn sò, màu này giống màu sô-cô-la. Đó, rồi đôi này cho em nha, 300, D45.
Hàng xịn nha mọi người. D45 nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.